Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 2019. Thì trong bản tin tuần trước thì Hùng rất là sorry mọi người, bởi vì quá trình thu âm thì Hùng không có test thử thiết bị âm thanh, dẫn đến là nó hơi bị vang, nó bị vang dẫn đến là các anh chị cũng đã có comment cho Hùng Lê ở trên dòng thời gian của bản tin tuần trước, tức là Có thể thấy rằng đây, một số các Hùng anh viết chị trên là 100. có comment ở dưới này, có comment ở dưới này là khó nghe, ok, vân vân và vân vân. Thì Hùng Lê sorry cả nhà, và sẽ rút kinh nghiệm để những cái bản tin lần sau nó sẽ được tốt hơn. Và Hùng Lê cũng rất là vui khi nhận được những ý kiến đóng góp của các anh chị như vậy, bởi vì những ý kiến đóng góp như vậy thì sẽ giúp cho Hùng Lê cũng như team của Hùng Lê sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, để có thể cung cấp được những cái kiến thức tốt nhất về thị trường đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và song song với việc là những cái ý kiến đóng góp về về chất lượng âm thanh hoặc là chất lượng hình ảnh vân vân, thì cũng có những ý kiến có hỏi Hùng Lê là muốn tham gia Zoom đầu tư của Hùng Lê thì làm như thế nào, hoặc là một số các anh chị em thì có hỏi Hùng Lê các cái mã cổ phiếu, thì Hùng cũng đã có những cái comment trả lời lại. Hoặc là một số anh Minh có hỏi Hùng là xem PVS và PVD bị bán nhiều quá thì ngày mai có nên chốt lời không. Đó thì khi mà Hùng đọc được những cái comment như thế này thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho các anh. Còn cái việc là cái những cái khuyến nghị của Hùng Lê thì nó cũng chỉ mang cái góc nhìn của Hùng Lê mà thôi. Các anh có thể lấy những cái ý kiến đó làm ý kiến tham khảo. Đó, và khi mà Hùng cũng đã phân tích rất là chi tiết, ví dụ như là PVD thì chúng ta có thể sẽ có những cái phiên kéo xả quanh vùng giá 21, và rõ ràng một điều là khi mà Hùng Lê đã khuyến nghị như vậy thì chúng ta cũng có thể xem lại lịch sử là PVD. Mặc dù là sau một cái phiên mà PVD bị bán rất là mạnh ở đây. Đó, thì các anh chị vẫn nhìn thấy những cái phiên đằng sau đó PVD hoàn toàn có những cái phiên hồi về vùng 21, về vùng giá 21 để chúng ta cũng có thể là chốt dần. Thì Hùng cũng có khuyến nghị các anh chị như vậy. Và hoàn toàn tương tự đối với PVS thì cũng có thể hoàn toàn là chúng ta sẽ canh chốt dần ở vùng 25, từ vùng 24 đến vùng 26. Thì cái nhân tiện cái câu chuyện này thì Hùng cũng chia sẻ luôn, tức là cái cách chốt lời thì các anh chị cũng giống như lúc chúng ta mua, đúng không? Lúc chúng ta mua thì chúng ta cũng phân thành những cái điểm nó nhỏ, vậy thì lúc chúng ta bán thì chúng ta cũng có thể chốt dần những cái điểm nhỏ như vậy. Chúng ta có thể ví dụ như là đạt được đến vùng giá 24 thì chúng ta sẽ chốt 10% của tổng danh mục của PVS, ví dụ như vậy. Và đến vùng 24.4 chúng ta sẽ chốt 10%, đấy chúng ta ra dần như vậy. Thì đấy cũng là một cái phương pháp để chúng ta chốt lời. Ok, Hùng cũng nhận được rất nhiều những cái lời động viên cảm ơn của các anh chị, và một số các anh chị thì có hỏi về cái cách đăng ký team, thì các anh chị có thể kết bạn Hùng Lê qua Zalo, số điện thoại của Hùng Lê có để ở đây hàng hàng tuần, đấy là 0968279555. Thì đấy là số điện thoại mà Hùng Lê sử dụng để tương tác với cộng đồng nhà đầu tư. Và trên trên ngoài việc là anh chị đặt những cái comment ở dưới này, thì các anh chị có hỏi Hùng Lê những cái mã cổ phiếu, ok, các anh chị cứ comment xuống đây, và sau đó thì từng tuần khi Hùng nhìn thấy những cái bản comment của các anh chị thì Hùng sẽ có thu xếp thời gian để Hùng có thể trả lời các anh chị trong một cái trong trong một quãng thời gian sớm nhất. Tốt nhất là các anh chị nên đặt những cái câu hỏi cho Hùng Lê ở trên này, bởi vì khi các anh chị đặt ở trên này thì khi Hùng trả lời thì không chỉ một mình anh chị xem được, mà những cái nhà đầu tư chúng ta cùng xem được. Thì như thế thì là cái mức độ chia sẻ, cái mức độ mà lan tỏa của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Trên kênh Zalo thì cũng có một số các anh chị có hỏi Hùng Lê có hỏi Hùng khả năng là đang bị lỗi một tí. Ok,
Ok, ở trên trên kênh Zalo thì các anh chị cũng có chat với Hùng Lê, có hỏi về 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 từng mã cổ phiếu. Thì ngoài cái việc mà Hùng hỗ trợ các anh chị ở trên 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 Zoom, tức là trên Zoom này thì những anh chị mà đã chuyển về team thì Hùng sẽ hỗ trợ ở trên này. Thì hiện tại ở tại VPS thì Hùng có hai Zoom. Một Zoom là có những cái tư vấn chuyên sâu về phái sinh, và một cái Zoom là tư vấn chuyên sâu về cơ sở. Thì để mà tham gia được những cái Zoom chuyên sâu như thế này thì các anh chị sẽ phải có mở tài khoản ở tại VPS, bởi vì là trước đây thì Hùng cũng có làm Zoom cộng đồng, nhưng mà sau khi mà Hùng làm Zoom cộng đồng thì Hùng thấy nó phát sinh rất rất là nhiều những cái yếu tố bất cập, rất là nhiều những cái yếu tố bất cập dẫn đến cái việc là khi mà chúng ta vận hành nó thì nó không tốt. Ok, đây là Zoom phái sinh. Thì đối với phái sinh thì có một anh ấy phụ trách cái room này, và thường xuyên thì khi mà có những cái lệnh short hoặc là lệnh long thì anh ấy đều được đều 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 chat lên trên này rất là dễ, và hàng tuần hoặc hàng tháng, chủ yếu là hàng tháng, thì đều có những cái tổng kết để chúng ta có thể biết được là cái tỷ lệ chúng ta đầu tư ở ở ở ở cái mảng phái sinh nó như thế nào đó. Vậy thì là ngoài những cái việc đó thì chúng ta cũng khi mà chúng ta về tham gia với team của Hùng Lê tại VPS thì hiện tại công ty VPS đang có những cái chính sách rất tốt dành cho khách hàng. Thì những cái chính sách đó như thế nào thì các anh chị có thể gõ vào mạng, hoặc các anh chị có thể vào các cái website của công ty để chúng ta tìm hiểu thêm, thì Hùng không có nói sâu cái việc đó. Ok, chúng ta sẽ cùng nhìn lại thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua. Thì trước khi mà chúng ta nhìn lại thị trường trong tuần vừa qua thì tuần trước, đúng không ạ? Tuần trước thì Hùng đã có phân tích về xu thế của thị trường, về xu thế thị trường và các cái kịch bản của thị trường có thể xảy ra. Khi nó thỏa mãn yếu tố A thì nó sẽ kịch bản thị trường nó sẽ đi như thế này, và khi nó thỏa mãn yếu tố B thì kịch bản thị trường nó sẽ đi như theo một cái hướng hướng B đó. Thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin của Hùng Lê đã phân tích rất là chi tiết. Thế thì trong tuần vừa qua thì ngày ngày mùng 10 tháng 5 thì Hùng có ra bản tin phân tích định hướng của tuần vừa rồi. Thì trên 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 Zoom trên Zoom Hùng sẽ mở lại. Hùng sẽ mở lại Hùng sẽ mở lại anh chị chờ Hùng một tí. Ngày sau khi mà ngày mùng 10 tháng 3 ngày mùng 10 tháng 5 thì Hùng ra bản tin, và ngày 13 tháng 5 tức là lúc này là buổi tối, thì khi đó thì thị trường của chúng ta đã kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ đây ngày 13 tháng 5. Thì khi đó Hùng đã có list lại toàn bộ thị trường, tức là ở đây các anh chị sau một ngày sau một sau tức là chúng ta bước vào cái ngày giao dịch đầu tiên, thì lúc đó Hùng có list lại toàn bộ thị trường, Hùng có list lại toàn bộ thị trường, và Hùng có đánh giá rằng là cái phiên giao dịch của ngày 13 tháng 5 được đánh giá là khá là tích cực, và cái lực đỡ của thị trường thì cũng được nhờ lực đỡ của Vinamilk, BVH và họ nhà VIX, nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán, và một số cổ phiếu của nhóm ngành xây dựng và thủy sản thì cũng khá là tốt, và đã gánh vác cái trách nhiệm tức là đỡ thị trường ở cái mốc 950 điểm. Và tại sao Hùng lại nhấn mạnh ở cái mốc 950 điểm? Bởi vì khi mà Hùng Lê phân tích trong cái bản tin video số 54 thì Hùng có đề cập đến là cái ngưỡng hỗ trợ cuối cùng của thị trường tại cái vùng 950 điểm này, tức là đã hoàn thành một cái sóng chỉnh nó tương đương với Fibo 100% của một cái nhịp sóng 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 trước. Thì cái ngưỡng 950 điểm này thì nó sẽ phụ thuộc nó sẽ là một cái yếu tố then chốt để có thể quyết định là xu thế thị trường có hồi hay là xu thế thị trường sẽ về vùng 920. Đó, các anh chị vì lưu ý là khi chúng ta phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta có thể tiên lượng được cái hướng đi của thị trường. Thì trong buổi tối thì Hùng có đánh giá là tổng cái khối lượng khớp lệnh, cũng như là chúng ta trừ đi những cái giá trị khớp lệnh thỏa thuận. Như vậy là chúng ta đã có khoảng tầm 152 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương với khoảng 3.165 tỷ. Thì đây là một con số cũng khá là ok để giúp cho thị trường củng cố lại cái mốc 950 điểm. Và tại cái vùng 950 điểm thì Hùng có phân tích, cũng có nhìn nhận thấy rằng là cái dòng tiền nó đã có sự
lan tỏa, có sự lan tỏa nhiều hơn ở nhiều cái nhóm ngành hơn. Và như vậy là Hùng có kết luận rằng là nhịp hồi của thị trường tại mốc 950 điểm là nó sẽ trở nên nó trở nên chắc chắn hơn. Đấy, các cái yếu tố kỹ thuật nó trở nên tốt hơn. Và tại thời điểm đó thì Hùng cũng có đánh giá tiếp cái thị trường, những cái yếu tố ở bên ngoài, thì cũng có một số các yếu tố về Dow Jones, thì Hùng có dự báo là khả năng là sẽ phân tích sẽ rơi vào khoảng vùng 25.000 điểm để tích lũy kỹ thuật. Còn nội tại thị trường thì Hùng thấy rằng là tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy lực hồi tại 950 điểm là có thể xảy ra và đang tốt hơn. Thì đấy là về thị trường chung. Còn những cái mã cổ phiếu thì xuyên suốt hàng tuần thì các anh chị của chúng ta theo dõi các bản tin của Hùng Lê thì chúng ta hoàn toàn có thể cập nhật được những cái danh mục, những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích. Nó khá là tốt, nó khá là ok. Và một cái điều mà cũng chia sẻ với tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta rằng là khi một cái xu thế thị trường đi lên thì cái số lượng những cái mã cổ phiếu của chúng ta sẽ trending, nó sẽ dễ dàng hơn so với cái việc là khi thị trường của chúng ta đi ngang hoặc là cái sóng của chúng ta đang khá là yếu. Chủ yếu là xuất hiện những cái sóng hồi chứ chúng ta chưa có những sóng chạy dài, bởi vì dòng tiền nó không được kích hoạt liên tục, dẫn đến cái việc là những cái sóng của chúng ta là sóng hồi. Và những cái sóng hồi thì gần như nó chỉ ở mang một cái tính chất đấy là đánh đủ lướt, đủ chúng ta để lướt T cộng. Tuy nhiên là cái quá trình mà chúng ta phân tích thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở trên sàn HO và sàn HNX thì chúng ta có cả hàng nghìn mã cổ phiếu, hàng nghìn doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta chỉ chọn ra được một vài hoặc là một 10-15 mã cổ phiếu tốt thì đấy cũng là một cái mà đòi hỏi một cái công sức rất là lớn. Đó. Tất nhiên là khi chúng ta chọn những cái mã cổ phiếu đó ra thì có thể có những mã cổ phiếu nó sẽ đúng theo xu thế của chúng ta, nhưng cũng có những mã cổ phiếu nó không đúng theo xu thế. Thì Hùng đã chia sẻ rất là lâu rồi, đó là khi đúng thì chúng ta làm gì và khi sai thì chúng ta làm gì. Chúng ta chọn được 10 mã cổ phiếu, ok, mong rằng chúng ta thắng được 6 mã và 4 mã chúng ta thất bại. Đó, như thế chúng ta đã là người thành công ở trên thị trường chứng khoán rồi. Bởi vì ở trên thị trường chứng khoán thì những người thành công là những người giữ được vốn. Đầu tiên là phải giữ được vốn ngã, và sau đó thì chúng ta cộng tiếp theo là những người mà sinh lời được. Đó, ok. Thì về thị trường như vậy, và sau cái phân tích nhận định của Hùng Lê, tức là ngày lúc này là 21:47 ở trên Zoom, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta đã xuất hiện cái lực hồi, và ngay cái sau cái phiên mà Hùng Lê phân tích nhận định thì sau đó thì thị trường đã hồi và tiếp tục khi mà thị trường đã vượt qua cái mốc gọi là 975 điểm. Ở đây thì Hùng cũng đang có nhìn ở đây ở cái mốc ở khoảng tầm độ 900 970 điểm. Khi thị trường vượt qua cái mốc 970 điểm thì Hùng Lê lại tiếp tục có những cái phân tích và cập nhật thị trường ở trong phiên. Đây sự chìm lắng, ok. Vietcombank, đây là một số các cái anh chị đã có hỏi Hùng đây. Và khi mà thị trường lúc này là ngày 15 tháng 5 thì Hùng tiếp tục cập nhật cái mốc xu thế chung của thị trường, đấy là mốc 970 điểm sẽ là cái mốc trở thành một cái điểm hỗ trợ mới để phát đi cái xu hướng của thị trường. Đó, khi mà Hùng có đánh giá rằng là tín hiệu của VIX thì đang khá là ok, Vinhome thì khả năng đã cầm đà rơi và tích lũy lại nền 85 VRE thì đang có phong độ tốt khi mà tì bật qua được cái điểm vùng 34.5 đến vùng 35 không bị khoan thủng. Và một số các cái mã cổ phiếu khác thì Hùng cũng đã có đánh giá, và sau đó thì Hùng có đánh giá vì vậy cái mốc 970 tức là xác suất cao là sẽ giữ được ở trong phiên ngày hôm nay. Tức là trong cái phiên mà ngày 15 tháng 5 thì Hùng có đánh giá rằng là khả năng là chúng ta sẽ có thể giữ lại được 970. Và kết thúc của phiên ngày hôm nay thì các yếu tố tạo lập đã đánh VN Index của chúng ta không những là đánh vượt thủng 970 mà còn đóng được ở vùng 975 điểm. Ok. Và hai phiên cuối tuần thì sau khi mà chạm về 975 điểm, tức là thị trường của chúng ta lại đang tiệm cận về vùng 980 điểm. Thị trường của chúng ta đã có những điểm, có những phiên, tức là cả hai phiên cuối tuần thì đều
có đóng về 980 nhưng sau đó thì không giữ được mốc 980. Và lực cầu duy trì ở hai phiên cuối tuần khá là yếu, thì điều này cũng rất là dễ hiểu, bởi vì khi mà VN Index đã có những phiên đẩy thoát lên như thế này thì sẽ cần phải có một cái quãng thời gian để tích lũy lại, nghỉ ngơi lại để lấy đà. Và nếu như phiên thứ hai tuần tới, tí nữa thì Hùng sẽ phân tích lại thị trường, phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới, nếu như VN Index của chúng ta vượt thành công ngưỡng 980, ngưỡng 980 và khối lượng volume đạt khoảng tầm trên 150 triệu cổ phiếu. Các anh chị lưu ý, trên 150 triệu cổ phiếu được khớp lệnh ở trên sàn. Khớp lệnh trên sàn này anh chị nhé, chứ không phải khớp lệnh thỏa thuận. Bởi vì Hùng luôn xem khối lượng khớp lệnh ở trên sàn, còn khối lượng thỏa thuận thì đôi lúc nó có những cái khối lượng đột biến, nó không bao hàm chung cho toàn bộ thị trường được, nên là chúng ta sẽ phải xem cái khối lượng khớp lệnh thì nó mới bao hàm được cái việc là chúng ta phân tích. Ok. Ủa sao Hùng đã chuyển sang màu xanh mà nó không sang xanh nhỉ? Ok, đó. Thì về thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng cũng đã có những cái phân tích và đánh giá nhận định sơ bộ như thế ở trên Zoom. Còn về các mã cổ phiếu thì tí nữa Hùng sẽ phân tích chi tiết, và để chúng ta bắt đầu đi phân tích lại thị trường, xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Hùng sẽ lưu ý giúp thêm các anh chị một tí nữa, tức là hiện tại thì ở trên kênh Facebook thì chúng ta cũng có một cái kênh, đấy là chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Thì hiện tại cái lượng mà các anh chị đăng ký tham gia team và nhóm ở trong này thì cũng đang rất là đông, và cái lượng đấy thì đang tăng dần lên. Thì Hùng cũng lưu ý giúp các anh chị, tức là ở trên này thì cũng là một kênh truyền thông, thì Hùng không có sử dụng để các anh chị làm quảng cáo hoặc là để các anh chị PR những cái việc ABC gì Z, và những cái nick mà viết quảng cáo lên trên này hoặc là viết những cái thứ mà nó không đúng với ý đồ thì thứ nhất là sẽ bị xóa bài viết, và thứ hai là sẽ bị block nick luôn đó, bởi vì là Hùng không có giải thích. Bởi vì là khi các anh chị, mục đích của các anh chị vào để chúng ta tham gia là chúng ta để chia sẻ kiến thức, để chúng ta tìm hiểu kiến thức, chứ không phải để chúng ta quảng cáo hay để chúng ta làm bất kỳ một việc gì khác. Đấy là Hùng sẽ lưu ý giúp các anh chị trên khi các anh chị đã vào Zoom, và các anh chị phải rõ ràng xác định là khi chúng ta vào Zoom thì chúng ta vào để làm gì đó. Và hiện tại thì do Hùng cũng đang khá là bận nên là trên này thì Hùng chưa có chia sẻ được nhiều về kiến thức, nhưng mà sau đó thì có thể là những cái mã cổ phiếu đẹp và những mã cổ phiếu có dòng tiền thì Hùng sẽ up lên đây, Hùng sẽ phân tích chi tiết. Bởi vì ở kênh Facebook thì nếu chúng ta chat thì chúng ta nó sẽ không linh hoạt như là ở trên Zalo đó, nhưng ở trên Facebook thì nó lại có một cái ưu điểm, đó là chúng ta có thể vừa chia sẻ được những cái chat về cổ phiếu đây, ví dụ như là chúng ta có thể chia sẻ được những cái hình ảnh như thế này, và kèm với đó, kèm với những cái hình ảnh như thế đó thì chúng ta cũng có thể là viết thêm những cái phần lời ở dưới để giúp cho các anh chị của chúng ta có thể hình dung được cái xu thế của cổ phiếu cũng như những cái yếu tố nội tại của cổ phiếu và của thị trường. Ok, đấy là trên kênh Facebook thì Hùng có lưu ý với các anh chị như vậy. Chúng ta cùng đi xem Vinhome VHM. Đối với Vinhome thì trong những cái bản tin cập nhật tình hình thị trường thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị đánh giá, đấy là khả năng Vinhome sẽ dừng lại và tích lũy ở quanh cái vùng giá 85. Thì trên cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng cũng đang thấy rằng Vinhome đang có những cái lực hồi rất là tốt từ vùng giá 85, và khả năng cao thì Vinhome cũng sẽ tiếp tục tăng giá, Vinhome sẽ tiếp tục tăng giá để ủng hộ cho xu thế chung của thị trường. Và khi Vinhome tiệm cận về đến cái vùng ở đây, khả năng là tiệm cận đến về cái vùng ở đây thì Vinhome lại gặp khó. Ok, lại gặp khó, tức là ít nhất thì là cái xu thế hiện tại của Vinhome thì Hùng đánh giá là không rơi nữa, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì Hùng cũng đã có đánh giá rằng là cái tác động của Vinhome đang khá là tốt. Tất nhiên là để mua để đầu tư thì
chúng ta cũng không được bao nhiêu, bởi vì Vinhome thì nó thích hợp với những cái dòng tiền đầu tư từ trung đến dài hạn, tức là những nhà đầu tư nước ngoài người ta có thể mua Vinhome ở 3 đến 5 năm tới đó. Còn đối với VIX thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi Hùng có đánh giá ở trong những bản tin phân tích trước thì Hùng có đánh giá rằng VIX khả năng sẽ có thể có những phiên rơi về quanh khoảng vùng giá 105 đến vùng giá 107, và tại vùng này thì VIX sẽ tích lũy lại và vượt thoát. Nếu như mà vượt thoát đi lên thì cái cơ hội đi lên vẫn còn. Và trong những cái bản tin khuyến nghị ở trong phiên thì Hùng cũng có đánh giá rằng VIX đã ngừng đà rơi, và tín hiệu VIX đang là tốt, thì chính những cái tín hiệu này đã giúp cho thị trường của chúng ta có một cái lực hồi. VIX là một trong những cái yếu tố then chốt để giúp cho thị trường của chúng ta có một cái lực hồi. Và hồi về đâu thì hiện tại bây giờ là chúng ta cũng có thể thấy rằng VIX đang tạo thành một cái nền ở đây. Ở đây có nghĩa là khoảng quanh cái vùng giá, các anh chị có thể nhìn thấy quanh vùng giá 116. Quanh vùng giá 116 đến nền 120, thì khi về vào đến trong cái nền này có thể là Hùng sẽ nâng lên ở đây là vùng 117 thì nó sẽ chuẩn hơn. Ok, vùng 117 thì khi về đến đây thì thường là khi chạm những cái ngưỡng này thì cổ phiếu nó sẽ thường nó sẽ có những cái tín hiệu lình chỉnh đi ngang tại đây. Và với những tín hiệu tạo VIX thì Hùng hoàn toàn kỳ vọng là VIX sẽ về lại được cái vùng đỉnh cũ 120. Từ cái vùng đây có thể đánh lại về vùng 120. Hoàn toàn có thể đánh lại về được vùng 120 với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại, khi mà dòng tiền cũng đang khá là tốt và những yếu tố tạo lập cũng đang muốn đánh thị trường lên. Và không nếu như không muốn nói thì có khả năng là trong giai đoạn này sau chúng ta có thể xem ở một cái biểu đồ nến tuần của VIX. Sau một cái giai đoạn dài mà VIX vẫn không bị thủng. VIX vẫn không bị thủng, các anh chị có thể nhìn thấy đây, tức là một kênh xu hướng đi lên của VIX vẫn còn. Thì những cái yếu tố tạo lập có thể sẽ tiếp tục đánh VIX, và không loại trừ là VIX sẽ chạy theo một cái đường kênh song song như thế này. Và không loại trừ trong cái trường hợp này thì VIX có thể đánh vượt vùng đỉnh 120 ở trong tuần tới, thì đấy là những yếu tố tạo lập của VIX. Còn trên xu thế hiện tại thì Hùng cũng đang thấy rằng khả năng là VIX đang có một cái nhịp hồi rất là tốt để ủng hộ cho xu thế chung của thị trường. Ok. Còn những cái mã cổ phiếu nào mà còn điểm mua thì Hùng sẽ khuyến nghị các anh chị luôn. Đối với VRE, VRE là một trong những cái mã cổ phiếu mà gần như xuyên suốt tất cả những cái bản tin thì Hùng đều có phân tích đối với mã cổ phiếu này. Thì trong tuần trước một số các anh chị có hỏi Hùng là có chốt VRE hay không, và khi nào thì chốt, thì Hùng có đề cập đến cái việc là VRE của chúng ta có một cái vùng giá 34, có một vùng nền 34 ở đây. Cái vùng nền 34 này nó làm cái điểm hỗ trợ rất là tốt, Hùng đã phân tích ở trên Zoom. Và nếu cái vùng 34 này nó không bị phá vỡ thì khả năng cái dư địa để VRE của chúng ta từ cái vùng giá 34 này mà đánh vượt lên, ít nhất là về lại vùng đỉnh cũ ở đây, khoảng vùng 38, thì vẫn còn cơ hội, tức là vẫn còn những cái dư địa. Tuy nhiên với tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng VRE đang tạo thành hai cái nến tương đối xấu ở vùng giá 36. Tức là vùng giá 36 cũng là một cái vùng đỉnh ngắn hạn, thì chúng ta có thể quan sát lại VRE. Những anh chị nào đang nắm giữ VRE, chúng ta sẽ quan sát VRE ở trong tuần tới. Kịch bản nếu như VRE bị thủng vùng 36 với vol đạt khoảng từ 4 triệu trở lên thì như thế là chúng ta sẽ canh để chúng ta sẽ chốt VRE. Nhưng ngược lại là VRE không bị thủng vùng 36 và cái lượng cầu nó sẽ có thể là giá sẽ tăng, nhưng cái lượng cầu nó sẽ chỉ đạt khoảng tầm độ 1 đến 2 triệu cổ phiếu. Và cái giá vẫn neo được ở trên vùng giá 36 thì như thế tín hiệu của VRE vẫn còn ok, và chúng ta vẫn còn cơ hội và chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ VRE. Còn hiện tại thì VRE đang có hai phiên thì tương đối xấu, khi mà giá không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất và cái lượng cầu, tức là cái lượng hàng cung ra thì đang cũng khá là lớn đối với VRE. Ok, chúng ta cùng đi SAB. Đối với SAB ngày hôm nay thì là một trong những cái cổ phiếu nó có cái tính tạo lập khá là cao, khi mà cái biên độ, các anh chị có thể nhìn thấy cái biên độ của SAB đang khá là lớn.
Và kết phiên thì SAB đã tăng lên 12.000 đồng. Và chính vì SAB nên là VN Index của chúng ta mới giữ được sắc xanh. Về hiện tại của SAB thì xuyên suốt những cái bản tin thường cũng có đề cập đến khả năng là SAB sẽ kéo xả lại về vùng đỉnh cũ của SAB đấy, vùng 260. Thì hiện tại là SAB còn cách cái vùng hùng phân tích ở đây nó rơi vào khoảng tầm 3.000 nữa, thì khả năng thì trong tuần tới thì cái việc mà SAB sẽ có những phiên kéo xả, và thậm chí là không những kéo xả về vùng 260 mà có thể kéo xả lại về vùng 265. Đối với mã cổ phiếu này, nó chỉ mang tính chất giữ nhịp cho thị trường và chúng ta cũng không sử dụng để chúng ta đầu tư bởi vì nó cũng khá là rủi ro. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu VTC. Đối với VTC thì trong những cái bản tin cập nhật ở trên Zoom thì cũng có đánh giá rằng khả năng cái lực rơi của VTC đã bị cầm lại ở đây. Và VTC đang có những cái nhịp hồi lại ở quanh vùng giá 118, và hiện tại hai phiên cuối tuần thì nó cũng lình trình theo xu thế chung của thị trường. Thì đối với VTC, các anh chị lưu ý giúp Hùng vẫn là một cái cận trên ở giá vùng 117, và nếu như VTC không bị thủng ở vùng 117 và có những phiên vùng cầu được kích lại ở từ vùng 117 này đi lên thì VTC có thể có một nhịp hồi, và cái nhịp hồi sẽ hồi về vùng đỉnh cũ của VTC ở đây ở quanh vùng 125. Chúng ta cùng quan sát VTC. Còn tín hiệu để đầu tư hiện tại thì Hùng cũng không có khuyến nghị, bởi vì hiện tại tín hiệu của cổ phiếu VTC cũng đang khá là yếu. Chúng ta cùng kiểm tra mã cổ phiếu BVH. Đối với BVH thì cũng rất nhiều những anh chị có hỏi Hùng lên là có đầu tư hay không. Thì trước khi mà nói đến câu chuyện đầu tư thì Hùng cũng đã, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đây của Hùng Lê. Khi Hùng có liên tục phân tích BVH ở một cái trạng thái lình xình đi ngang ở đây. Thì Hùng đã có khuyến nghị là nếu như những anh chị nào mà chúng ta đang còn BVH thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần, bởi vì là một cái trạng thái như thế này thì nó cũng khá là rủi ro. Và BVH đã có một nhịp rơi rất là mạnh từ vùng giá 95 về đến vùng giá đâu đó ở dưới này. Dưới này là khoảng, Hùng đang vẽ ở nền đây, khoảng vùng 71.5. Đó, như là một cái nhịp rơi rất là mạnh, và chính những nhịp rơi như thế này thì chúng ta lại chính là những người mà chúng ta lại bị phải bán ở những cái vùng giá rất là thấp. Và khi BVH có một cái nhịp mà đánh ở đây thì các anh chị có hỏi Hùng ở phiên này là có mua không, thì Hùng đánh giá là khi một cái lực rơi mạnh thì cổ phiếu không phải lên ngay được đâu, cổ phiếu nó sẽ cần tích lũy lại và sẽ phải xem cái cung cầu ở vùng giá hiện tại ở đây. Thì Hùng có đánh giá rằng cái nền tích lũy hiện tại ở đây chúng ta có thể nâng ở cái vùng này lên ở đây một tí, đấy là vùng 75. Cận trên ở vùng 75 thì cái vùng giá 75 là vùng giá mà chúng ta có thể mở mua tối đa đối với BVH ở trong cái nhịp này. Còn lại những cái vùng giá neo cao hoặc là có những cái phiên đẩy cao lên thì chúng ta sẽ không tham gia nữa, bởi vì như thế là chúng ta sẽ bị rất là rủi ro. MSN. Đối với Mansan vẫn một trạng thái lình xình ngang ở quanh vùng khoảng 86 đến vùng 88, chưa rõ xu thế với một cái lực cầu và một dòng tiền khá là yếu, thì đối với mã cổ phiếu Mansan thì chúng ta cũng sẽ chỉ mang tính chất là giữ nhịp thôi. Chứ còn giai đoạn này chúng ta đầu tư Mansan thì cũng không ổn và cũng không thể được. Và Mansan thì có một cái ngưỡng hỗ trợ đâu đó khoảng quanh vùng giá 85, và thậm chí là cái vùng hỗ trợ ở đằng dưới này ở đâu đó ở khoảng vùng giá 83. Đó, ở cái vùng giá 83 này thôi thì khả năng thì cổ phiếu này vẫn lình xình đi ngang ở quanh vùng giá 83 đến khoảng vùng giá 86. Cũng không đáng để đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Chúng ta cùng đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của họ dầu khí. Thì đối với GAT ở một cái vùng ở đây, các anh chị có thể xem lại những bản tin trước của Hùng Lê. Ở quanh vùng giá 97 đến vùng giá 100, GAT đã hoàn thành nền tích lũy và sau đó thì GAT đã có một lực đánh lên. Thì trong nhịp đánh này thì Hùng có phân tích GAT sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 115. Thì sau khi tiệm cận về vùng giá 115 thì GAT đã có một nhịp chỉnh, và khi đó thì Hùng cũng đã có chart ở trên Zoom, đấy là vùng giá 105 và vùng giá 106 của GAT. Nếu như tại vùng giá này mà GAT không bị phá vỡ thì khả năng cao thì GAT vẫn còn một cái cơ hội đi tiếp một sóng nữa, đó là GAT sẽ
sẽ tiệm cận về vùng 115 và vượt vượt vùng 115 này. Vượt vùng 115 này và có thể đi về đến vùng 125. Thì về đến vùng 125 cũng là gần như là về đến vùng hết sóng của cái nhịp này của GAT. Như thế là GAT nếu mà tính từ đáy ở đây, tức là GAT đã đi từ vùng 85 và lên đến vùng 125, như thế là GAT cũng đã chạy được 40.000. 40.000 trên giá vốn 85, như thế là chúng ta cũng đã có thể thấy được gần tương đương một cái mức tăng cũng khá là tốt, đúng không? Bởi vì là xu thế thị trường thì tăng không rõ ràng, nhưng GAT đã có một cái mức tăng như thế thì cũng khá là ok. Nên là đây là những cái nhịp sóng cuối của GAT, các anh chị lưu ý. Chúng ta không mở mua mà chúng ta có thể canh để chúng, nếu những ai đang còn thì chúng ta có thể canh để chúng ta chốt lời. Đối với PVD sau khi đã hoàn thành target cũng lên phân tích ở vùng giá 21 thì có ở đây, xin lỗi cả nhà, tức là sau khi đã hoàn thành sau khi mà đã hoàn thành cái target đầu tiên vùng đặt ra phân tích ở đây ở vùng giá 20 thì sau đó chúng ta tiếp tục bẻ kịch bản của PVD và chúng ta tiếp tục phân tích cái nhịp sóng cuối cùng của PVD sẽ tiệm cận về đến vùng 21. Thì trong tuần vừa qua PVD đã hoàn thành target, đấy là cái thời điểm cao nhất là PVD đã gần tiệm cận đến vùng khoảng tầm 21.4, như thế là rất là tốt. Và khi về đến vùng 21 thì Hùng cũng đã có lường trước được những cái kịch bản có thể xảy ra, đấy là có thể PVD sẽ có những cái phiên kéo xả ở quanh đây, kéo xả ở quanh vùng 21, quanh 21 này để coi như cũng là kết thúc cái sóng chạy của PVD rất là khỏe. Sóng chạy của PVD nếu chúng ta tính từ vùng 14 lên vùng 21, tức là chúng ta tăng được 7K trên 14 thì như vậy là chúng ta cũng đã có một mức tăng trưởng lợi nhuận 50%, đúng không? Rất là tốt. Vậy thì khi đã đạt được cái mức tăng trưởng lợi nhuận 50% thì đây chính là những cái nhịp sóng cuối cùng, và các anh chị cũng có thể quan sát thấy một cái lượng hàng rất lớn, những cái phiên kéo xả đang xảy ra ở quanh vùng giá 21 thì Hùng đã có khuyến nghị ở trên Zoom và cũng như khuyến nghị cho các anh chị, có những anh chị hỏi Hùng Lê ở trên kênh YouTube thì Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị. Và Hùng vẫn lưu ý lại với các anh chị, đấy là những cái góc nhìn của Hùng Lê, các anh chị có thể lấy đó làm cái tham khảo chứ không phải là lấy cái đó để làm cái chiến lược giao dịch, hay là tất cả quyết định là ở chính mình và ở chỗ quý anh chị nhà đầu tư. Đối với PVS thì chúng ta đã có được mấy kịch bản phân tích nhỉ. Kịch bản thứ nhất là chúng ta đã phân tích nhịp từ 19 về đến vùng giá 22. Kịch bản thứ hai là chúng ta đã bẻ kịch bản từ vùng giá 22 có những nhịp test chỉnh và chúng ta phân tích tiếp về kịch bản của PVS về vùng giá 24. Thì kịch bản về vùng giá 24 đã hoàn thành, tức là hiện tại đây các anh chị có thể xem lại là vùng 24. Ok. Kịch bản 24 đã hoàn thành và hiện tại thì PVS đang đóng cửa ở vùng giá 24.4. Và khi về trong những cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng đã có đề cập đến các anh chị là khả năng cao thì trong cái nhịp đánh này PVS sẽ đánh về vùng 25 đến vùng 26. Đấy, và tại vùng này, tại vùng 25-26 này, đấy chính là những cái vùng kéo xả của cổ phiếu này. Những cái vùng kéo xả cổ phiếu này thì các anh chị lưu ý là đối với hiện tại PVS đang có những cái nhịp sóng cuối cùng. Nhịp sóng cuối cùng cũng như song trùng với cả GAT và cả PVD, PVS thì các anh chị lưu ý chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Thì cũng đã có khuyến nghị các anh chị rồi, chúng ta sẽ chốt dần từ vùng 24 đến vùng 26 tùy các anh chị. Chúng ta cùng đi qua mã cổ phiếu PLX. Đối với PLX thì cũng xuyên suốt tất cả những bản tin thì Hùng đều có phân tích mã cổ phiếu này. Và hiện tại thì trong team của chúng ta, một số các anh chị cũng đang nắm giữ PLX ở vùng giá 64. Thì đối với PLX Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị, tức là ở cái vùng ở đây đấy là chính là cái vùng nền khoảng quanh vùng giá 60 đến vùng giá 60.5 đi. Hùng cho vùng giá 60.5, tức là khi mà cổ phiếu này test chỉnh về những cái vùng này mà không bị thủng cái vùng này thì như thế cái cơ hội của đi lên của PLX vẫn còn. Và trong cái nhịp đánh này thì Hùng vẫn đánh giá rằng khả năng thì PLX sẽ tiệm cận về đến vùng giá 68. Thì trong cái nhịp đánh này ở trong dòng dầu khí thì chỉ còn mỗi PLX là
có thể nó sẽ chạy sau cùng, sau cùng so với GAT, so với GAT với cả PVD và PVS. Đó thì như thế là cũng hoàn toàn hợp lý. Hoàn toàn hợp lý khi mà PVS PLX ở trong nhịp này có thể đánh tiệm cận về đến vùng giá 68 thì đấy cũng là cái vùng hết sóng của đối với mã cổ phiếu PLX. BSR, đối với BSR thì BSR vẫn có một cái nền tích lũy ở đây, Hùng đã phân tích từ rất lâu rồi, đấy là từ vùng nền 12 đến vùng 13. Thì đối với BSR nếu như chúng ta đầu tư ở một cái cách gọi là đầu tư lâu dài thì ok, chúng ta cũng có thể tham gia xem xét ở những cái vùng giá. Hôm trước Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị có thể vùng giá 13 đến 13.5. Khi đó thì Hùng đang thấy BSR đang có những cái tín hiệu khá là tích cực, và trong phiên ngày hôm nay thì BSR đã đẩy được qua vùng giá 14. Qua vùng giá 14, một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng BSR đang hình thành một cái xu thế tăng giá. BSR đang hình thành một cái xu thế tăng giá, và đối với cổ phiếu BSR thì giai đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể mở những cái điểm mua quanh vùng giá 14 để chúng ta đầu tư. Anh chị lưu ý vùng giá 14, và ở đây thì cũng đang có được một cái tiên lượng, có được một cái tiên lượng khá là tốt về mã cổ phiếu này BSR. Ok, PLX và BSR vẫn đang là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể xem xét. PLX thì đã qua những cái điểm mua rồi, những cái điểm mua thì bây giờ các anh chị của chúng ta cũng chỉ còn chờ để chốt nữa thôi. Tuy nhiên BSR thì ở đây BSR có một cái đỉnh ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy ở đỉnh 14.5, 14.5 đến 14.5, ok, Hùng lấy mốc 14.5 đi cho nó dễ. Và với những yếu tố tạo lập hiện tại, các anh chị lưu ý, với những yếu tố tạo lập hiện tại thì Hùng có đánh giá rằng có khả năng là BSR sẽ đánh vượt thoát vùng 14.5. Khả năng sẽ đánh vượt thoát được vùng 14.5, ok, khả năng sẽ đánh vượt thoát vùng 14.5 và để tiệm cận về đến những cái vùng giá cao hơn ở trong cái nhịp đánh này. Sau khi BSR đã hình thành được một cái mô hình ở đây thì chúng ta cũng có thể tạm gọi là mô hình hai đáy, mô hình V kép. Đáy thứ nhất ở đây, đáy thứ hai ở đây, cũng quanh đây, và sau đó thì BSR đã có những cái phiên kéo xả, tức là kéo rũ hết tất cả những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi, và khả năng cao thì đến giai đoạn này là BSR sẽ bắt đầu bước vào một cái nhịp tăng mới của BSR. Ok, đối với BSR khá là ok. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu OI xem nào. OI thì cũng đang có một cái lực hồi, tuy nhiên là lực hồi của OI thì đang yếu và chưa đủ mạnh. Chúng ta cần có những phiên cầu đánh lại ở đây vùng 13.5 cơ. 13.5 của OI. Ok, OI thì chúng ta chưa có những cái tín hiệu gì. Chúng ta cùng qua một số phân tích một số các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng, Vietcombank. Đối với Vietcombank thì Hùng đã phân tích cái nhịp sóng thứ nhất, đấy là nhịp sóng về vùng giá 70 thì đã hoàn thành rồi. Và ở trong giai đoạn hiện tại, ở trong những cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng Vietcombank đang có những phiên ở đây là vùng giá 65. Vùng giá 65 Hùng đánh giá là một cái vùng giá khá là tốt, thì khả năng là Vietcombank sẽ từ vùng giá này và sẽ về lại vùng đỉnh cũ để phân phối. Tức là sẽ tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây. Thì khả năng cao thì Vietcombank đang đánh giá theo một cái kịch bản ở đây, tức là nếu mà không thì nhịp sóng hồi này cũng có thể chạm về vùng 69. Nhịp sóng hồi này có thể chạm về vùng 69, và từ vùng 69 Hùng sẽ mở lại vùng 69 đây. Sẽ tiệm cận lại về vùng 69 thì sau đó thì Vietcombank sẽ phân phối ở đây và tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ngắn hạn ở đây. Thì chúng ta đối với Vietcombank, các anh chị có hỏi Hùng có đầu tư hay không thì Hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta không nên đầu tư nữa, bởi vì ở giai đoạn này nó khá là rủi ro rồi. BID sau những phiên rơi mạnh có những lực hồi, nhưng Hùng đánh giá rằng những cái lực hồi này không ok, và cái vùng tích lũy trở lại của BID ở trong cái nhịp rơi này thì có thể BID sẽ rơi vào về vùng 30. Và tại vùng 30 này thì chúng ta sẽ đánh giá những cái yếu tố của BID ở tại vùng này, khi mà tín hiệu của BID đang khá là xấu. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu công thương ACB, CTG. Đối với CTG hiện tại thì CTG đang có một cái vùng giá hỗ trợ, vùng nền hỗ trợ 21 ở đây. Tại vùng 21 này các anh chị lưu ý, tại vùng nền 21 này nếu những yếu tố tạo lập mà có thể sẽ đánh lại công thương ở quanh vùng 21 này khá là tốt.
Và đối với công thương thì chúng ta sẽ cần những cái phiên mà lực cầu giá đẩy 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 công thương ở vượt lại về khoảng vùng 21.5. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là dòng tiền của công thương hiện tại phải cần những phiên 7 đến 8 triệu cổ phiếu. Đây sẽ cần lại những cái phiên 7 đến 8 triệu cổ phiếu để có thể kích hoạt lại dòng tiền. Và những cái phiên rũ ở đây thì chúng ta cũng có thể quan niệm rằng những cái phiên rũ của công thương ở đây ở quanh cái vùng giá từ vùng giá 21 đến khoảng vùng đây 20.5 thì cũng có thể quan niệm rằng đây là những cái vùng đánh rũ của công thương. Còn đối với công thương thì Hùng vẫn đánh giá rằng là cái dòng tiền lớn vẫn đang ở lại cổ phiếu này, và công thương thì vẫn là một cái mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất hiện tại mà Hùng Lê còn đánh giá là tích cực để chúng ta có thể tham gia đầu tư. Thì với những anh chị mà yêu thích cổ phiếu ngân hàng thì cũng có thể xem xét để mở mua công thương ở quanh vùng giá 21. Quanh vùng giá 21 chúng ta mở những cái vị thế mua ở quanh đó. Ok, đối với công thương. Chúng ta cùng qua cổ phiếu MBB. Một số các anh chị trong team của Hùng Lê thì đang, tức là những cái tài khoản cũ đang cầm MBB, thì Hùng cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta cũng nên tất toán MBB để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư khác nó tốt hơn. Chúng ta cùng qua mã cổ phiếu STB. Ok, hiện tại STB chưa có gì để chúng ta đáng nói, chúng ta vẫn là một cái trạng thái lình xình đi ngang thôi, chưa ổn. Chúng ta cùng phân tích qua một số cái mã cổ phiếu về ngành chứng khoán. Đầu tiên sẽ là HCM. Đối với HCM, liên tục những cái bản tin Hùng đã có đề cập đến các anh chị đối với cổ phiếu HCM ở quanh vùng giá 24 đến vùng giá 25.5. Đây là một cái nền tích lũy trở lại của HCM khi mà HCM đã có một cái nhịp rơi ở đây, và đây chính là cái phiên mà HCM đã có một cái lực đánh qua, và Hùng cũng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta mở những cái điểm mua tối đa của HCM quanh vùng 25.5 để chúng ta đánh một cái lực đánh một cái nhịp hồi của HCM tại đây. Thì HCM ở trong phiên thì có hai phiên cuối tuần, hiện tại HCM lại đang rơi lại ở đây khoảng vùng giá 26.4. Các anh chị lưu ý, tại vùng 26.4 này nếu như không bị thủng và lực cầu lại được kích hoạt trở lại đối với HCM ở đây thì cái cơ hội đi lên của HCM nó sẽ vẫn còn, và ở đâu đó nó sẽ hồi lên được khoảng tầm vùng giá 30. Trong cái nhịp này thì nó sẽ hồi khoảng vùng giá 30 thì cũng là khá là hợp lý. Còn HCM thì có những cái cách đánh rất là dị, tức là cái khi mà nó có những cái phiên lên không vol, tức là vol của HCM rất là bé nhưng mà HCM vẫn có thể đánh lên rất là mạnh. Đối với SSI thì Hùng cũng đã quan sát thấy được những cái điểm ở đây và Hùng đang đánh giá khả năng cao thì SSI cũng sẽ có một cái lực hồi. Khi mà SSI chạm về cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn ở đây là quanh vùng 25.5. Và vùng giá mở mua tối đa, mà giá mở mua tối đa đối với SSI ở vùng giá 25.5. Và nếu như thủng vùng giá 25 thì chúng ta cũng có thể xem xét để 20 ở đây là quanh ở đây. Nếu như chúng ta bị thủng cái vùng đáy ở đây, vùng đáy ngắn hạn đây ở khoảng vùng 24.5. 24.5 thì cũng có thể xem xét để chúng ta cắt lỗ. Còn ngược lại mà tín hiệu kỹ thuật mà vẫn ok, vẫn ổn thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Hùng đánh giá rằng hiện tại thì SSI khả năng sẽ có một cái lực hồi tại đây. Lực hồi sẽ về của SSI sẽ khoảng về khoảng vùng giá 28. Đấy là Hùng tiên lượng ở quanh ở cái vùng này. Nó khoảng đâu đó nó hồi về khoảng vùng giá 28 đối với SSI. Ok, phân tích luôn cả mã VND nữa. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích luôn cả mã VND nữa. Đối với VND thì VND cũng có một cái quá trình nó khá là dài đi ngang hoặc là lình xình. Những cái nhịp sóng hồi của VND thì cũng khá là yếu. Đâu đó nhịp sóng trước hồi từ 16 về 18 và sau đó lại bị rũ. Lại bị rũ hết sạch thì hiện tại thì vùng 10 cũng không ổn lắm. Vùng VND thì thôi, chúng ta có thể bỏ qua mã cổ phiếu VND. SHS thì đối với SHS là một trong những cái mã cổ phiếu mà khi SHS đã có một cái nhịp rơi ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy ở một cái nhịp rơi rất là mạnh
Rồi về chạm đến như thế này là cũng rũ gần như là tương đối, gần như là tương đối hết. Và sau đó thì SH có một nhịp sóng hồi, sóng hồi xong thì SH lại có một cái nhịp rũ xả về, ở đây là về đến vùng giá 10. À, về đến mệnh giá, và về đến mệnh giá thì SHS không có thủng và SHS lại tiếp tục tích lũy vượt thoát đi lên. Đối với SHS thì hiện tại Hùng đang thấy rằng đang có những cái lực hồi khá là tốt, và Hùng đã có khuyến nghị các anh chị của chúng ta vùng giá mở mua tối đa của SHS quanh vùng giá 11.5, 11.5 đến vùng 12, tối đa là vùng giá 12. Thì trong những cái phiên ở đây thì cũng có đánh giá liên tục, cũng có đánh giá rằng là SHS có thể test chỉnh về đâu, test chỉnh về đâu thì Hùng cũng có đánh giá ở trên Zoom. Thì ở đây Hùng sẽ vẽ lại một cái nền ở đây của SHS, đấy là vùng 11.5 và tối đa là đến vùng 12. Còn vượt vùng 12 rồi thì chúng ta cũng không có tham gia để mở mua đối với mã cổ phiếu này nữa, bởi vì như thế nó cũng sẽ rất là tiềm ẩn rất nhiều những yếu tố rủi ro. Và khi SHS mà chạy thì nó cũng khá là thanh thoát, đối với mã cổ phiếu này nó chạy thì cũng khá là thanh thoát, thì có thể là sẽ tiệm cận về đến vùng 13-14 ở trong cái nhịp đánh này. Hiện tại những cái tín hiệu hiện tại của SHS thì Hùng đang thấy rằng có những cái phiên neo đậu trên vùng giá 12, có những phiên neo đậu trên vùng giá 12 rất là tốt, 1-2-3 phiên rồi, thì có thể là kỳ vọng sang tuần tới thì sẽ có những cây nến xanh như này, cây nến xanh như này kéo về vùng 12.5, như thế sẽ rất là ok. Cùng với đó là lực cầu được kích hoạt trở lại khoảng tầm độ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu, thì như thế là tín hiệu của SHS ok. Và SHS thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở những cái điểm mua. Ok, chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu blue chip khá là cơ bản. Hòa Phát, HPG trong những cái phiên tuần vừa qua thì HPG đã có một cái lực, có một phiên rơi mạnh ở đây, phiên thứ hai, và sau đó thì có một phiên lấy lại 1/2 thân nến xanh. Hiện tại thì Hòa Phát đang tích lũy được ở rất thành công ở quanh vùng giá 32. Không bị thủng vùng giá 32 thì cái nền ngắn hạn của Hòa Phát thì cũng có thể hiểu được, đấy là cái nền ở vùng giá 32. Khuyến nghị để đầu tư thì ở giai đoạn hiện tại Hùng chưa có nhìn thấy những cái lực đánh đáng kể nào, chưa có nhìn thấy những cái lực đánh đáng kể nào của Hòa Phát. Ở Hòa Phát những cái lực đánh nó đang yếu, và nếu như anh chị nào tham gia Hòa Phát thì ở vùng giá 32 nó sẽ chỉ mang một cái tính chất, đấy là mua thăm dò lấy vị thế đó. Mà mua thăm dò lấy vị thế thì chúng ta thường là chúng ta sẽ mua khoảng tầm 1/3 đến 1/4 cái số chúng ta định mua. Hòa Phát hiện tại Hùng chưa có thấy những cái yếu tố thực sự là tích cực. FPT thì hình như đâu đó chia cổ tức, Hùng không có để ý. Đúng rồi, chia, bởi vì là cái vùng Hùng phân tích ở đây là vùng 48 thì hôm nay nó đã tụt về đến đâu đó vùng tức là FPT vừa mới chia xong. Vừa chia xong thì Hùng lại đang thấy rằng là những cái phiên kéo xả ở đây rất là mạnh. Và không loại trừ cái việc là khả năng là FPT sẽ cái lực đà tăng của FPT đã hết, tức là cái tiệm cận lực của Hùng đã phân tích đâu đó là nếu mà như trước đây là Hùng phân tích về vùng giá 50 nhưng mà bây giờ sẽ là đâu đó khoảng vùng 45. Đúng không? Đúng rồi, ok. Sau khi chia nó sẽ là về vùng 45, thì về đến đây là khả năng là cũng cạn kiệt sức lực rồi. Đã chạy từ đâu đó vùng ok. Ở những tín hiệu hiện tại của FPT thì Hùng đánh giá không thực sự là happy. Các anh chị có thể canh bán. Mã cổ phiếu Z. Z là một mã cổ phiếu cơ điện lạnh rất là tốt, cơ bản tốt. Tuy nhiên là trong năm vừa qua thì Z cũng không thực sự có nhiều sóng. Những cái sóng đánh của Z thì cũng chỉ là những sóng ngắn chứ không có sóng dài. Thì trong những cái bản tin trước, một số các bạn có hỏi Hùng cổ phiếu Z thì như thế nào, thì Hùng có đánh giá ở đây. Ở cái ngưỡng ở đây là khoảng vùng giá 28, đúng không ạ? 28. Tại vùng giá 28 thì Z mà không bị thủng thì Z chắc chắn sẽ có những nhịp hồi, và những nhịp hồi thì Hùng có đánh giá về đâu đó đây. Cái mũi tên Hùng là vẽ sẵn ở đây rồi, tức là đâu đó nó cũng hồi về khoảng được khoảng vùng 33 đến vùng 33.5.
đó sẽ về được 33 đến khoảng vùng 33.5. Thì hiện tại là Di đang có, sau khi mà đánh được vượt vùng 30 thì Di đang lại đang có những cái phiên giảm. Thì đối với Di, chúng ta cũng có thể quan sát để chúng ta có thể chốt Di. Hiện tại thì tín hiệu của Di cũng đang khá là yếu. Một mã cổ phiếu Novaland. Novaland thì có một cái nền khá là hay, nền từ vùng đây là nền, các bạn chờ một tí, từ nền 56 đến nền 57, 56 đến nền 57, cứ về đến vùng nền này thì chúng ta có thể mua một ít để chúng ta tham gia, còn lại không thì thôi. Đối với mã cổ phiếu này thì cũng không có ok lắm. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu VCG. Ở VCG thì yếu rồi, hiện tại là chúng ta không còn không nhìn thấy những cái lực đánh mạnh nữa rồi. Và đây là những cái lực mà chúng đang cho thấy rằng cổ phiếu này đang bị yếu đi. Đó, lực hồi và sau đó thì lại đang bị đánh xuống như này. Nhưng mà VGC thì nó có một cái vùng ở đây, anh chị có thể khả năng đây, vùng 24.8. 24.8 này thì cũng có thể là khi chạm về vùng 24.8 này thì sẽ có những lực cầu mà kích hoạt quay trở lại đây. Nhưng mà đối với tín hiệu của VGC thì chúng ta không mở điểm mua mới ở trong thời điểm hiện tại. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Bình Minh, BMP nhựa. Bình Minh thì đã có một cái nhịp, có một cái nhịp rơi khá là dài, và sau đó thì Bình Minh chạm về cái vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng 44.5, thì Bình Minh đã có một cái lực hồi với một cái lực cầu bắt đáy cũng khá là ok, tuy nhiên là sau một cái lực T đánh cộng 3 hàng về thì đang có những phiên đậu lại quanh vùng giá 46, thì khả năng là khi chạm về vùng này thì thường là sẽ lình chỉnh ở đây, nhưng mà Bình Minh thì cũng không 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 đáng để đầu tư, bởi vì là như thế nó cũng khá là bất tiện. MWG thì đối với MWG thì những cái bản tin phân tích tuần trước thì cũng có đề cập rồi. Vùng giá đâu đó vùng giá 83, đấy là một cái nền hỗ trợ, và một số anh chị thì cũng đã mua MWG và cũng có thể cũng cũng có một cái tiên lượng đối với đường đi của MWG là có thể tiệm cận đến về vùng giá 88 ở trong nhịp này. Hiện tại đang là 86.5, tức là nó rơi khoảng tầm 1.500 nữa. 1.500 nữa thì có thể là đối với MWG thì 1.500 ở trong một phiên nó là rất là bình thường. Nó sẽ có những cái phiên kéo như vậy đối với tín hiệu của MWG. VGC. Đối với VGC thì Hùng có phân tích, ở trên trên Zoom. Và những cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng cũng đang có nhận định một cái xu thế đi của VGC. Sau khi mà VGC đã có những cái nhịp đánh thủng về đây và có một cái nhịp hồi lên ở quanh vùng 22 và sau đó thì lại rũ hết ở đây, và cái lực cầu đang tiếp tục quay lại, thì đối với VGC thì Hùng đang nhìn ở một góc độ, ở một cái sóng dài thì chúng ta sẽ có thể đánh giá như thế nào, tức là có thể sẽ một cái sóng dài trong nhịp này của cổ phiếu này sẽ ở khoảng vùng giá 30. Đó là đánh Hùng đang đánh giá một cái nhịp sóng dài của cổ phiếu này. Tuy nhiên để đi được một cái nhịp sóng dài như vậy thì chúng ta có thể phải chờ cái khả năng tích lũy lại của VGC ở quanh vùng giá 20 và 20.5. Đây là những cái yếu tố then chốt để có thể đảm bảo rằng VGC sẽ có được một cái đường đi nó tốt hơn. Nếu như ngược lại, như vùng vùng 20 bị phá vỡ với lượng xác nhận thì như thế là kịch bản của chúng ta đề ra bị sai. Nhưng ngược lại, nếu VGC tích lũy lại được ở trong cái nền từ 20 đến 20.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm một cái kịch bản có thể phát đi như vậy. Và với VGC ở hiện tại thì chúng ta sẽ điểm mua, một khuyến nghị đấy là mua gom, tức là mua để lấy vị thế. Chúng ta có thể mở mua 1/4 số định mua ở quanh vùng giá 20 đến vùng giá 20.5. Nếu như những yếu tố kỹ thuật nó không đảm bảo, nó không 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 đúng thì chúng ta có thể cắt lỗ 1/4 này. Như thế là cái phương pháp để chúng ta quản trị rủi ro tài khoản của chúng ta rất là ok.
Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi điểm qua toàn bộ cái tình hình xu thế thị trường cũng như một số cái mã cổ phiếu về cổ phiếu trụ cũng như dòng chứng khoán, dòng dầu khí, những mã cổ phiếu đáng để đầu tư thì Hùng cũng đã phân tích rồi. Còn tí nữa thì Hùng sẽ phân tích danh mục cổ phiếu sau, nhưng mà trong cái quá trình phân tích thì Hùng cũng đã lồng ghép những cái mã cổ phiếu nào cần chốt, ví dụ như PVD, PVS, hoặc ví dụ như GAT, hoặc là ví dụ như một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như là chúng ta đạt được những cái target thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt dần. Còn về, về 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 xu thế thị trường trong tuần tới thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Hùng sẽ nhìn lại qua chỉ số Dow Jones. Đối với chỉ số Dow Jones thì sau khi mà rơi về đây là khoảng vùng 25.300 điểm, 25.300 điểm thì Dow Jones đã có một cái lực hồi. Một cái lực hồi thì lực hồi hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng cái lực hồi của Dow Jones đang khá là tốt các anh chị ạ. Một số các chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy rằng Dow Jones sẽ có một cái lực hồi. Và một cái lực hồi về đâu thì trước hết là chúng ta sẽ có thể kỳ vọng là sẽ hồi về đâu đó khoảng dưới vùng đỉnh cũ một tí, tức là khoảng tầm 20 khoảng khoảng tầm 26.000, khoảng vùng chắc là sẽ ở đây cái vùng chẵn của nó khoảng vòng 26.123. À sorry cả nhà, 26.400, 26.400. Ok, sẽ khả năng là sẽ hồi về cái vùng này. Còn đối với chỉ số Shanghai thì sau khi mà Shanghai đã có một nhịp rơi rất mạnh và trong phiên ngày hôm nay thì gần như Shanghai lại lấy sẽ lại 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 xóa sạch đi tất cả những cái thành tựu của mình, và đối với Shanghai thì nó có một cái vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng 2.860 điểm, 2.860. Ở đây ok, với Shanghai như vậy. Còn Nikkei thì sau khi mà chạm về vùng hỗ trợ ở đây thì Nikkei lại đang có một cái tín hiệu hồi ở đây, thì đối với chỉ số Nikkei là như vậy. Như vậy là đối với những cái chỉ số mà sẽ có thể tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam thì cái chỉ số Dow Jones thì là cái chỉ số mà đang có những cái xu hướng tốt nhất, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng Dow Jones có thể hồi. Và hình như trong hiện tại khi Hùng đang làm bản live stream thì ngày 17 tháng 5 thì Dow Jones cũng đang lình trình ở quanh vùng 25.820, và chúng ta sẽ chờ cây nến chốt của phiên ngày hôm nay, tức là phiên mà Hùng đang live stream. Còn đối với HNX Index, Hùng sẽ nói về HNX Index trước, thì chúng ta thấy rằng HNX Index của chúng ta đang cố gắng vượt lại vùng ở đây. Đang cố gắng vượt lại cái vùng ở đây là khoảng vùng đây Hùng sẽ vẽ lại đây một tí, ở khoảng vùng 106.5. Đang cố gắng vượt lại vùng 106.5, nhưng vùng 106.5 vẫn chưa thể vượt qua, và thị trường đã lại rơi qua cái biên ở đây là biên 106, tức là đóng cửa dưới vùng 106. Những cái tín hiệu kỹ thuật để đánh giá chỉ số HNX Index thì hiện tại Hùng cũng đang thấy khá là yếu, chưa có những cái yếu tố đột biến. Mặt khác là nếu như sang tuần tới, nếu như PVS và một số cái mã cổ phiếu dầu khí mà bị chỉnh thì như thế thì sàn HNX khả năng cao là vẫn một cái trạng thái lình xình đi ngang thôi, chưa có một cái xu thế xác lập một cái xu thế đi lên rõ ràng. Tức là tại cái thời điểm này Hùng phân tích là như vậy, nhưng nếu ví dụ như tại thời điểm sang thứ hai hoặc cái phiên thứ hai nếu có những cái tín hiệu tích cực hơn thì Hùng lại tiếp tục đây Hùng lại tiếp tục phân tích cho các anh chị ở trên Zoom, lại tiếp tục cập nhật những cái tình hình thị trường trên Zoom. Ví dụ như có những cái yếu tố bất thường, có những cái yếu tố bất thường thì Hùng sẽ cập nhật tiếp. Còn đối với chỉ số VN Index thì ngay từ đầu bản tin Hùng cũng đã có phân tích rồi, tức là hiện tại thì vùng 950 điểm những yếu tố tạo lập đã đánh qua, sau đó đến vùng 970 điểm đã tích lũy thành công, và hiện tại đang có hai phiên Hùng đánh giá rằng là hai phiên ở đây, hai phiên neo lại ở 975 điểm. Như thế là những yếu tố tạo lập của khá là tốt, và cái vùng kháng cự của VN Index của chúng ta 980 thì đã có hai phiên chạm về 980, và sau đó thì VN Index của chúng ta đã lùi lại. Và một cái việc là 975 điểm có bị thủng hay không thì chúng ta sẽ chờ ở những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường. Nếu 975 điểm không bị thủng và có những phiên hút lên như này, cũng đã vẽ sơ sơ cái kịch bản như thế này, để chúng ta lại quay về lại vùng ở trên này, đấy là vùng các anh chị có thể xem lại vùng 985 điểm và vùng 1.000 điểm.
Đó, lại có những phiên tiệm cận về ở trên này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xem xét những cái xác lập tiếp theo xu thế thị trường. Hai phiên cuối tuần vùng này giá rất là tích cực khi điểm số không bị thủng vùng giá 975 điểm và lượng cầu duy trì ở cái mức thấp, thế này là tốt. Ok. Đó. Và những cái kịch bản tiếp theo của thị trường thì Hùng đang thiên về kịch bản là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục tăng, sẽ tiếp tục tăng ở trong tuần tới khi những cái yếu tố về VIX, Vinhome và một số các yếu tố hỗ trợ khác, một số các cái mã ngành về chứng khoán và ngân hàng hai phiên cuối tuần giảm thì có thể là sẽ hồi phục trở lại. Và một số các chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy rằng lực hồi của VN-Index của chúng ta đang khá là tốt, khá là ok. Và những điểm mua thì rõ ràng một điều là những điểm mua thì Hùng đã khuyến nghị khi khi Hùng thấy những cái lực hồi tốt, cái mốc 950 điểm đã có những cái tín hiệu hồi chắc chắn hơn thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua những cái điểm mua với những cái mã cổ phiếu phát sinh trong tuần cũng như những cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục theo dõi ở trong tuần vừa qua. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần 3 của bản điểm tin, đó là chúng ta sẽ phân tích toàn bộ cái danh mục đầu tư của chúng ta để chúng ta xem thử là cái mã cổ phiếu nào đang đi đúng xu thế, mã cổ phiếu nào đang đi sai xu thế, và nó đúng thì nó đang như thế nào và nó sai thì nó đang như thế nào. Ok. Đó, cái việc đúng sai khi chúng ta phân tích cổ phiếu, khi chúng ta mua bán cổ phiếu thì đó là cái điều đương nhiên ở trên thị trường. Đó, Hùng phải khẳng định lại như thế. Còn những anh chị nào mà đang nói tài, nói giỏi, nói trời, nói đất gì đấy là việc của các anh chị nói, Hùng không có tin. Đó. Chỉ có điều là cái cách quản trị rủi ro của chúng ta, cái cách quản trị dòng tiền của chúng ta như thế nào thì đấy mới là cái yếu tố then chốt. Chứ các anh chị đừng có bảo rằng là chúng ta học xong thì chúng ta sẽ mua được 10 cổ phiếu, đánh thắng cả 10, thậm chí là có những cái dòng comment ở trên 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 diễn đàn. Tức là các anh chị để lại mail để nhận những mã cổ phiếu tăng gấp 2, gấp 3 mà Hùng thấy đâu đó có khoảng gần 5-600 cái comment để lại địa chỉ mail, thì Hùng thấy như thế rằng là cái kiến thức của nhà đầu tư của chúng ta đang rất là kém và rất là yếu. Đó. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích lại một số cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi. Đầu tiên là 55 NLG. Đối với 55 thì Hùng liên tục cũng đã có phân tích những cái mã cổ phiếu này với một cái cách đi, một cái đường đi của 55 nó rất là hay, đi đến đâu thì 55 xây chắc đến đó. Tuy nhiên với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng lại đang thấy rằng 55 lại có đang có hai phiên cuối tuần hơi xấu nhưng mà chưa phải là xấu. Khi mà 55 tiệm cận về cái target Hùng phân tích ở đây là vùng giá 31, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem những bản tin trước đi, những bản tin ở vùng ở dưới này thì Hùng đã có tiên lượng rằng là 55 sẽ khả năng trong nhịp này sẽ đánh về vùng 31. Và khi về vùng 31 thì 55 lại đang có hai cái nhịp rơi ở hiện tại. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm rõ được hai cái nhịp rơi này nó sẽ như thế nào, tức là nhịp rơi hết sóng hay là nhịp rơi chỉnh để chúng ta lại tiếp tục có một cái hành trình đi tiếp của 55. Thế thì cái target đầu tiên của 55 là Hùng Lê phân tích thì đã ok, 55 đã chỉnh về đến đã đạt được, đấy là vùng giá 31. Và như vậy thì những cái nhịp test chỉnh này chúng ta có thể nhịp nếu test chỉnh sâu thì có thể 55 sẽ chạm về vùng 29 à vùng 30. Đây, ok, 55 có thể test lại về vùng giá 30, các anh chị lưu ý. Về vùng giá 30, 55 có thể test lại vùng giá 30, và tại vùng giá 30 này 55 không bị thủng, các anh chị lưu ý, nếu tại vùng giá 30 55 không bị thủng và sẽ có một hai phiên vượt thoát tích lũy tại đây thì như thế là 55 lại tiếp tục hoàn thành. Và khi 55 hoàn thành ở cái nhịp này thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích tiếp cái target của 55. Đấy là 55 sẽ chạm về ở vùng nào? Ở vùng nào? Ở vùng nào? Ở vùng nào thì chúng ta sẽ tiếp tục hình thành target của 55 ở vùng 34. Ở vùng 34. Tuy nhiên các anh chị lưu ý là tín hiệu kỹ thuật chúng ta cần phải xem 55 ở vùng giá 30, cái tín hiệu kỹ thuật của 55 ở đây như thế nào. Ok. SDI, đối với SDI thì Hùng đã phân tích cho các anh chị rất nhiều, đúng không ạ? Và những yếu tố tạo lập của SDI thì nó cũng khá là dị. Tại sao Hùng nói khá là dị? Bởi vì các anh chị có thể nhìn thấy là khi SDI có những nhịp đánh và rũ, đánh rũ, đánh rũ
đó, và chính vì vậy nên là Hùng cũng theo dõi rất sát cái mã cổ phiếu SDI, và Hùng cũng đã có tiên lượng những cái phiên như thế này, những cái phiên kéo vút lên như thế này, và sau đó sau phiên kéo vút này thì hiện tại SDI của chúng ta đang đóng cửa vùng giá 72. Thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SDI đang khá là tốt, và cái mục tiêu của Hùng Lê vẫn không thay đổi ở trong nhịp này, đấy là SDI sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 77 đến vùng giá 80. Đấy là mục tiêu không thay đổi với những tín hiệu hiện tại. Sau khi mà neo được về vùng giá 72 thì SDI đang có 3 phiên lình xình ở quanh đây, và rất có thể là sang những cái phiên tuần tới thì sau khi mà neo đậu xong ở đây thì SDI lại có những cái phiên kéo vút lên như này, kéo vút lên này. Đấy là cái cách đánh, hoặc là thậm chí là còn sẽ có những cái phiên mà SDI kéo xuống rất sâu, và sau đó thì cuối phiên SDI lại có những cái phiên kéo lên như này. Thì đối với SDI, những anh chị nào mà đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ chốt ở những cái vùng cao hơn. Ở VRE Hùng đã phân tích ở bên đầu rồi, ITA. ITA là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng liên tục theo dõi. Đối với ITA, Hùng đang cố gắng đọc cái tạo lập của ITA ở trong cái nhịp đánh này. Thì đối với ITA thì Hùng đang nhìn ITA ở một cái nhịp sóng dài chứ không ở một cái nhịp sóng ngắn. Nhịp sóng dài của ITA, và chính vì nhịp sóng dài nên là Hùng có đề cập đến ở đây, đấy là cái vùng tích lũy của ITA ở đây là khoảng vùng 2.9. 2.9 Hùng liên tục phân tích cho các anh chị ở vùng 2.9 ở đây, và từ cái vùng này thì có thể ITA sẽ có được những cái nhịp đi, và hiện tại thì cái cách đi của ITA thì nó cũng đang ở cái vùng 3.3 là cái vùng kháng cự mạnh của ITA, và Hùng chưa nhìn thấy được những yếu tố tạo lập để có thể đánh ITA vượt thoát vùng 3.3, và khi ITA mà vượt thoát vùng 3.3 rồi thì như thế thì sóng dài của ITA sẽ xuất hiện. Và đối với mã cổ phiếu ITA thì cái vùng 2.9 này là cái vùng mà chúng ta có thể đầu tư, chúng ta sẽ xem xét để chúng ta mua nó khi mà gặp những cái ngưỡng chạm như thế. VGC Hùng đã phân tích rồi. Ngân hàng và chứng khoán HCM, SSI, SSH thì Hùng đã phân tích rồi. Dầu khí có GAT, PLX, PVD, PVS, BSR phân tích rồi. Hùng sẽ xem lại con PVI. Đối với PVI thì trong những cái nhịp trước thì Hùng có đề cập đến là khả năng PVI sẽ tiệm cận về đâu đó ở vùng 35. 35 thì nó hợp lý hơn, thì bây giờ một cái nhịp hồi của PVI đã hình thành rồi thì khả năng là PVI sẽ phải rơi lại về đây. Rơi lại về đây thì tích lũy lại, chứ còn nếu mà một hai nhịp tích lũy này mà đánh vượt thoát lên như này thì nó cũng, thứ nhất là nếu mà chúng ta bắt được T cộng thì ngon, nhưng mà chúng ta không bắt được T cộng thì cũng khá là rủi ro đối với chúng ta. Ok. BSR Hùng đã phân tích rồi. Hàng không thì chúng ta sẽ phân tích thêm hai cái mã cổ phiếu. Đầu tiên Hùng sẽ kiểm tra lại mã cổ phiếu HVN. HVN sau khi chuyển sàn hiện tại thì HVN chưa có những yếu tố đột biến nào, vùng giá 40 vẫn là một cái nền giá hỗ trợ của HVN. Sau những nhịp đánh lên hiện tại thì HVN đang có một trạng thái lình xình đi ngang, mà với một trạng thái lình xình đi ngang như này thì rất khó để chúng ta tiên lượng được một cái đường đi. Tuy nhiên HVN vẫn đang hình thành, anh chị hình thành ở đây trong cái điểm ngắn hạn thì đang hình thành ở một cái vùng tích lũy quanh vùng giá 41 và khoảng vùng giá 39. Đó, HVN sẽ đi ngang ở đâu? Đi ngang ở quanh cái này, và khả năng cao thì vẫn đi ngang như vậy thôi. Chưa có những cái tín hiệu để giúp cho chúng ta có thể nhận biết được. Nhạc của tôi đối với NCT. NCT là một mã cổ phiếu mà Hùng vẫn đang tiếp tục quan sát của mã cổ phiếu này về cái cách đường đi, các yếu tố tạo lập tại đây, nhưng hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là chưa ổn, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan sát quanh vùng giá 73 và ở dưới sẽ là vùng giá 70. Ok, vẫn quay một cái nền này, và với cổ phiếu này ở vùng giá 70 đến vùng giá 71 có thể mua. Bởi vì đây là một cái mã cổ phiếu mà nó cái tính ổn định với lại cổ tức nó cũng khá là cao, thích hợp với những anh chị nào mà chúng ta đầu tư trung và dài hạn đối với mã cổ phiếu NCT. Hòa Phát đã phân tích rồi, chúng ta sẽ phân tích Ba Con Na, và Bình Minh đã phân tích rồi đối với cổ phiếu Ba Na.
Đối với Baona thì hiện tại là trong team cũng như một số các anh chị nhà đầu tư của chúng ta cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu này, và một số các anh chị thì cũng có hỏi Hùng là đối với cái xu thế Baona thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì đối với Baona, Hùng đang đánh giá rằng Baona đang có một cái nhịp ở đây, nhịp tích lũy lại ở vùng 17 đến vùng 17.3, và nếu tại cái nhịp tích lũy này mà tích lũy thành công thì chúng ta sẽ cần phải chờ Baona phải vượt thoát lại đến vùng 17.9, 17.8 đến 17.9, thậm chí là đánh về vùng 18, thì như thế là cái dư địa để chúng ta xác định được cái xu thế đi lên của Baona là còn. Nhưng ngược lại, nếu tại vùng 17 mà bị phá vỡ thì như thế là cái xu thế của chúng ta đang bị phá vỡ, và vùng 17 bị phá vỡ thì như thế thì xu thế của Baona khá là xấu. Nếu chúng ta nhìn ở trên trên biểu đồ nến tuần, trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta có một cái view, có một cái view tổng thể hơn, thì ở trong một cái nhịp đánh trước đây của Baona thì sau một cái nhịp đánh lên thì Baona cũng đã có đến gần ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8, có khoảng gần 8 tuần. 8 tuần Baona lình xình đi ngang. 8 tuần Baona lình xình đi ngang thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát, và cái vùng giá mà chúng ta sẽ quan sát Baona ở đây đấy là vùng 17 đến vùng 17.3. Họ nhà Viettel thì chúng ta sẽ phân tích VTP, Viettel Post. Viettel Post thì hiện tại vẫn là một cái trạng thái đi ngang như thế này thì cũng đang khá là khó, chưa có những cái yếu tố đột biến. Đối với VGI thì trong 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 những cái khuyến nghị của Hùng Lê thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua VGI rồi. VGI ở khoảng quanh vùng 23.5, ở quanh vùng VGI đây, đây là cái phiên mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị mở mua VGI. Thì đối với VGI hiện tại, sau khi VGI đã đánh ở đây, đánh vượt được vùng 25, đánh vượt được vừa về vùng 25 thì đã có 3 phiên đã có dấu hiệu là test lại về vùng 25. Thì đối với kịch bản của VGI, chúng ta sẽ phân tích VGI ở một cái góc độ là VGI đang đi theo những sóng dài. Đi theo những sóng dài thì khi đi theo những cái sóng dài thì VGI sẽ có những cái sóng dài như thế nào, thì chúng ta có thể xem lại ở đây. Ok. Chúng ta sẽ phân tích VGI ở những cái sóng dài, và những cái sóng dài thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật. Tức là để đối với VGI hiện tại vùng giá 25, vùng giá 25 sẽ là vùng mà để xác định cái xu thế dài của VGI. Các anh chị lưu ý, vùng giá 25 ở đây có thể VGI sẽ tích lũy lại ở đây một tuần sau, tuần tới. Tức là nếu yếu tố tạo lập mà tốt thì có thể VGI sẽ đánh ở đây ở tuần tới, nhưng mà nếu mà yếu tố tạo lập mà chưa tốt thì VGI có thể sẽ tích lũy lại ở quanh vùng giá 25 và sẽ có những phiên đánh vượt thoát. Hùng đang kỳ vọng là VGI sẽ đánh vượt thoát vùng 28 để đi theo những nhịp sóng dài hơn, và khi đó, khi mà thỏa mãn các yếu tố đó thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích những cái nhịp sóng dài của VGI sẽ đi về đến đâu. Ok. VTK và CTR không biết là có gì đột biến không. VTK không có gì đột biến. CTR thì rất là hay, đã đánh vượt thoát, vượt đỉnh và lại đang có hai phiên ở đây. Ok, rất là đẹp. Đẹp đẹp tức là đẹp đối với lại những ai mua được ở dưới này các anh chị nhé, chứ còn ở đây bây giờ thì nó không còn đẹp nữa. Bây giờ thì nó lại khả năng là nó lại hình thành một cái xu thế hai đỉnh ở đây để test lại vùng 25, để test lại vùng 24. Test lại vùng 24. Ok. Chưa có những yếu tố đột biến để chúng ta có thể tham gia. Đối với NT2, ok, NT2 là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã nhấn mạnh rồi. Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom, NT2 là một cái mã cổ phiếu mà đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Và lý do vì sao đây NT2, bởi vì là khi đó thì Hùng có đánh giá rằng cổ phiếu này có 3 đến 4 phiên
Neo đậu thành công ở vùng giá 27.5 đến vùng giá 28. 27.5 ở đâu? 27.5 ở đây đến vùng giá 28. Và sau đó sau khi mà có một cái nhịp rơi dài thì NT2 lại đang có những cái phiên đẩy giá lên. Và Hùng có để ý là ở đây thì chúng ta có thể nếu như NT2 test lại về vùng cái vùng mà Hùng khuyến nghị các anh chị mở mua NT2 ở trong giai đoạn hiện tại, đó là vùng giá tối đa, vùng giá ở 28 và vùng 27.5. Nếu như cổ phiếu này có test chỉnh về đây thì đấy là cái cơ hội để chúng ta mua. Đấy là cái cơ hội để chúng ta mua, để chúng ta tham gia NT2 ở trong nhịp đánh này. Và NT2 thì Hùng cũng đang nhìn ở những cái nhịp sóng dài của NT2. Và đặc biệt là các anh chị có thể nghiên cứu cái tính cơ bản của mã cổ phiếu NT2. Tính cơ bản của nó là gì? Tính cơ bản của nó là các anh chị cũng có thể thấy rằng cổ tức của NT2 trả khá là ok, khá là hấp dẫn. Không những cổ phiếu cổ tức trả hấp dẫn mà ngoài cổ tức ra thì cái cổ phiếu của chúng ta lại có được những cái nhịp tăng, thì như thế sẽ rất là tốt. Và ở trên xu thế hiện tại thì chúng đang thấy rằng nhịp hồi của NT2 đã bắt đầu hình thành. Và đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta cũng có đáng để đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại, để chúng ta có thể một phần chúng ta ăn cổ tức, nhưng một phần Hùng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu rất là tích cực đối với cổ phiếu NT2. Ok. Khu công nghiệp thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu D2D và NCT. Đối với D2D vùng target Hùng phân tích ở đây đã hoàn thành, tức là D2D đã về vùng giá 132. D2D đã hoàn thành cái target Hùng phân tích ở đây là về đến vùng giá 132. Và liệu là chúng ta có thể xem D2D đi theo những cái sóng như thế nào? Thì đối với D2D là một cái mã cổ phiếu nó khá là dị dạng. Và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng lại tiếp tục nâng cái target của D2D về vùng giá 160. Nó đi khá là giống với cổ phiếu NCT. Cái target này hoàn thành rồi các anh chị nhé. Sau nhịp chỉnh này chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá tiếp nhịp thứ hai của mã cổ phiếu này. Sẽ đi từ đâu đó nhịp chỉnh này từ vùng 120 chạy về vùng 160, tức là đi khoảng tầm 40.000 nữa đối với mã cổ phiếu này ND2D. Rất là tốt. NCT. Khu công nghiệp Nam NTC. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Hai cái mã cổ phiếu về hai khu công nghiệp hàng đầu này thì nó đang đi rất là tốt. Và đối với khu nghiệp Nam Tân Uyên thì đợt trước một số anh chị có hỏi Hùng là chúng ta có thể mua hay không, thì Hùng có đánh giá ở vùng nền 100. Và tại vùng nền 100 này tích lũy được thì trong những cái bản tin phân tích ở trước thì Hùng có đánh giá là đầu tiên là cổ phiếu này sẽ phải hồi về cái vùng đỉnh cũ, đấy là vùng 120. Và ngày hôm nay thì NTC đã về đến vùng giá 120 rồi. Thì về đến vùng 120 thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này. Nếu như cổ phiếu này tạo thành mô hình hai đỉnh ở đây để phân phối thì nó sẽ có một hai phiên lình xình ở đây. Nó sẽ có tiếp những cái phiên lình xình ở đây. Nếu phân phối thì nó sẽ đi xuống, nhưng nếu nó không phân phối thì nó sẽ lại tiếp tục từ nền tích lũy này và sẽ đi tiếp target tiếp theo của NCT. Hùng sẽ đặt về đâu đó khoảng vùng giá 140. Lên đây khoảng vùng giá 140. Vùng giá 100 không bị phá vỡ thì sau đó hình thành lên đây và sẽ hình thành về 140. Ok. Đấy là kịch bản tiếp theo của cổ phiếu này. Một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ, chúng ta cùng xem mã cổ phiếu TGG. TGG thì sau một nhịp đánh rũ thì vẫn một trạng thái lình xình đi ngang, nhưng mà TGG thì đang có một cái điểm tì bật ở đây, điểm đây đâu đó khoảng tầm 4. 4 không thủng thì vẫn có khả năng là cổ phiếu này vẫn có những yếu tố tạo lập để đánh về vùng giá 6. Tức là được khoảng tầm 25%. CRE thì vẫn một cái nền ở đây thôi, chưa có những yếu tố đột biến. Vùng 25.5, vùng 26 chưa có những yếu tố đột biến của CRE.
Fit EVG BCC Fit. Ok, Fit thì vẫn ở một cái nền giá 3. Nền giá 3 khả năng là lại yếu tố tạo lập phải tích lũy lại cái nền giá 3 đã, chưa có yếu tố đột biến. Đầu cơ thì cũng đang có thấy mã cổ phiếu OGC này. OGC, đúng rồi. OGC sau khi mà hình thành được về vùng, đây là vùng 3.7, sau đó OGC đã có một cái nhịp hồi khá là tốt. 3.7 mà đánh lên về 4.7 là đã được 1.000 rồi. Hiện tại thì không còn những cái điểm mua nữa, không còn những cái điểm mua nữa, bởi vì hiện tại thì nếu mà mua như này thì cũng khá là rủi ro, khá là rủi ro. Nhưng mà cái lực tăng của OGC là đang khá tốt và khả năng sẽ hồi về khoảng 4.7, về đến vùng giá 5, khả năng là sẽ hồi về khoảng vùng 5 đến vùng 5.2 của mã cổ phiếu OGC, đang sẽ hồi về đây vùng này thôi. QCG trong tuần vừa rồi cũng CG. Ok, QCG cũng chưa có những yếu tố đột biến, cơ bản đầu cơ thì cũng chưa có. Một số anh chị có hỏi Hùng hôm nay, có hỏi Hùng FLC, Hùng sẽ phân tích luôn. FLC thì khả năng sẽ về lấp gáp và có khuyến nghị là ở vùng 4.5. Nếu có 4.5 đến 4.6, có bắt thì bắt ở vùng này, còn cơ bản là cũng chưa có những cái yếu tố đẹp. MWG phân tích rồi, FPT phân tích rồi, BVH phân tích rồi, một số các mã cổ phiếu lên sàn. LMH, LMH ở đây thì đây có một cái nền, đây Hùng đã vẽ ở đây ở vùng 11.5 và sau đó tích lũy được thì cổ phiếu này lại đang ngút gác đi lên khá là tốt và khả năng lại lên lại về vùng đỉnh cũ ở đây thôi. Như vậy là nhịp này thì sẽ lên vùng đỉnh cũ ở đây. Ok, chúng ta cùng mà xem mã cổ phiếu HVH. HVH thì hoàn thành cái target phân tích về đến tạm tiệm cận đến vùng 28 đấy, anh chị thấy chưa, những cái vùng mục tiêu mùng đã đặt ra đây quanh vùng 28. Cổ phiếu này về đến 28, chạm về 28 thì đang có những nhịp chỉnh, cổ phiếu này cũng không còn những cái điểm để chúng ta đầu tư nữa. SZC, bởi vì một số anh chị có hỏi Hùng cổ phiếu này thì đối với cổ phiếu này thì cái tính đầu cơ nó khá là cao. Chúng ta chỉ phải mua được cái vùng nền 15 này thì ok, chứ còn nếu mà neo lên những vùng này thôi, Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta cũng không nên mua. Chúng ta có một cái cổ phiếu về điện GEG, trước đây chúng ta đã mua chốt và bây giờ thì Hùng lại đang thấy những yếu tố tạo lập của cổ phiếu GEG nó lại đang khá là tốt và chúng ta lại tiếp tục quan tâm trở lại đối với mã cổ phiếu này. GEG thì trong cái nhịp chỉnh trước thì Hùng có đề cập đến có thể chỉnh về vùng 21 và sau đó thì lại có những cái nhịp sóng lên. Thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng đây là một cái nhịp chỉnh về đây và bây giờ thì GEG sẽ lên và cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của GEG thì Hùng đang thấy khá là ổn, khá là ok. Khi mà phiên ngày hôm nay GEG đã ngồi lại được lên vượt thoát vùng 23.3, ngồi lại được lên vùng 23.3 đang khá là tốt và lực cầu lại tiếp tục được kích hoạt trở lại. Một số các tín hiệu kỹ thuật khác đang cho thấy là cổ phiếu này đang có một nhịp hồi. Và chúng ta cùng xem ở trên biểu đồ nến tuần. Ôi, kinh quá. Tức là GEG đang gọi là đỉnh cao của mọi thời đại rồi. Không còn cái đỉnh nào cao hơn cái đỉnh này nữa. Thì đối với GEG là một mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. GEG đang khá là tốt. Đây là một cái mã cổ phiếu các anh chị có thể xem các yếu tố cơ bản về ngành thủy điện. Và với một cái việc là giá điện của chúng ta liên tục nhảy cóc như thế này thì đối với ngành thủy điện là một cái ngành khá là hot. GEG, ok. Chúng ta sẽ xem lại. Ok, như vậy là chúng ta vừa phân tích xu thế thị trường tuần qua. Cũng như có một vài cái góc nhìn nhận định xu thế trong xu thế thị trường trong tuần tới thì Hùng đánh giá rằng trong tuần tới khả năng những yếu tố tạo lập đang khá là ok, khá là tốt. Thì các anh chị những cái kịch bản Hùng đã phân tích rồi, chúng ta đã đề ra rồi,
thì chúng ta có thể xem khi nó thỏa mãn những cái yếu tố điều kiện A thì kịch bản nó sẽ đi theo hướng A, và nếu mà đúng theo những yếu tố B thì chúng ta sẽ đưa kịch bản đi theo hướng B. Đó thì những cái yếu tố đó thì hàng tuần liên tục, hàng ngày thì nó sẽ có những cái biến động ở trong đó, và dẫn đến cái việc là có những cái biến động nào thì Hùng sẽ có thể khuyến nghị các anh chị ở trên chat lên trên room để cho các anh chị có một cái góc nhìn tham khảo tốt nhất. Và cái việc mà chúng ta có những cái tương tác, có những cái comment lên trên kênh YouTube cũng được, Hùng sẽ trả lời các anh chị. Và một lần nữa thì Hùng Lê cũng có những cái chia sẻ rất là chân thành với các anh chị đầu tư, đó là tất cả những cái kiến thức mà Hùng Lê chia sẻ lên đây, đấy là những cái kiến thức cũng có thể hiểu là sâu hoặc không sâu, hoặc là bình thường, hay là một cái yếu tố như thế nào đó, thì đấy là tùy những cái góc độ đánh giá của quý anh chị nhà đầu tư. Nhưng Hùng cũng mong muốn rằng các anh chị sẽ luôn đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Chúng ta sau khi chúng ta xem những cái bản tin video của Hùng Lê thì các anh chị có thể chia sẻ, các anh chị có thể like, hoặc là các anh chị có thể giới thiệu cho bạn bè của mình. Đó. Và một cái điều mà Hùng Lê thấy rất là hay, đấy là xuyên suốt những cái bản tin của Hùng Lê thì luôn luôn có hai cái không like, người ta gọi dislike. Tức là cái bản tin nào nó cũng có, thì Hùng vẫn có một cái gọi là gì, chúng ta cho đi cái gì thì chúng ta sẽ nhận lại cái đó. Đó, chúng ta cho những cái lời hay, ý đẹp, đó, chúng ta cho những nhau những cái chia sẻ, những cái động viên rất chân thành, thì các anh chị cũng sẽ nhận lại những cái chân thành đó. Hùng tin là như vậy. Vậy thì hai cái anh chị nào đây mà đang suốt ngày bấm cái này này, thì các anh chị cho Hùng Lê những cái đó, thì Hùng Lê tin rằng các anh chị cũng sẽ nhận lại được những cái gì đó nó tương tự như thế thôi. Và nhân tiện cái câu chuyện đó thì các anh chị có thể xem những cái mà video của thầy Thích Tâm Nguyễn ở trong chùa Hoàng Pháp ấy. Thầy nói rất là hay. Chúng ta nên làm những cái việc tốt thì chúng ta sẽ nhận lại những cái điều tốt đẹp, còn ngược lại nếu mà chúng ta làm những cái việc mà nó không tốt thì chúng ta có thể là không phải Hùng Lê, mà đi đâu đó ở trong cuộc sống các anh chị sẽ nhận lại đúng những cái gì mà các anh chị chia sẻ đi. Đó. Vẫn là một cái tinh thần, đấy là tất cả những cái kiến thức Hùng chia sẻ ở đây, đấy là những cái kiến thức rất là chân thành. Hùng Lê biết được những cái gì thì Hùng Lê chia sẻ lên để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có một cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Và Hùng Lê cũng mong các anh chị luôn đồng hành với team của Hùng Lê ở trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì khi các anh chị xem video của Hùng Lê thì các anh chị có thể đăng ký kênh ở đây. Các anh chị đăng ký kênh để các anh chị cập nhật những cái bản tin mới nhất của Hùng Lê. Cũng như là hiện tại thì Hùng khá bận nên là trên cái tab cộng đồng thì Hùng cũng chưa có được nhiều cái comment để giúp cho quý anh chị. Nhưng mà sau khi mà mọi cái công việc nó được ổn định hơn thì Hùng sẽ cùng đồng hành với quý anh chị nhà đầu tư. Cũng như các anh chị cũng có thể add Zalo của Hùng Lê qua số điện thoại 0968279555 để có những cái thắc mắc về cổ phiếu. Thì chúng ta cũng có thể hỏi Hùng Lê ở trên Zalo. Và cũng rất mong các anh chị cùng đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta có được những cái chia sẻ trong quá trình đầu tư, và để chúng ta hình thành được một cái cộng đồng nhà đầu tư ngày càng lớn hơn, mạnh hơn và đầu tư thành công hơn. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình, và cùng kỳ vọng một cái tuần mới giao dịch thành công hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.